Thưa quý vị, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa được thành ủy Bà Rịa tổ chức. Trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa đã ban hành 56 văn bản thực hiện chỉ thị 05, đưa nội dung học tập và làm theo bác vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy chính quyền đơn vị. Vì vậy, nhiều mô hình học và làm theo bác được cán bộ đảng viên thực hiện hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016-2021, nhiều mô hình học và làm theo bác được cán bộ đảng viên thực hiện hiệu quả. Trong đó nổi bật có mô hình, sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiết kiệm giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nuôi heo đất, gây quỷ, xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương, dẫn động nhân dân tham gia thực hiện đô thị sạch đẹp, đường phố an toàn. Qua 5 năm, Toàn thành phố có 57 tập thể, 122 cá nhân học và làm theo bác được biểu dương. Ba mô hình hay, cách làm hiệu quả được giới thiệu về Ban tuyên giáo tỉnh ủy. 10 cá nhân điển hình đã tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Thưa quý vị, từ năm 2016 đến năm 2020, huyện ủy Long Điền đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng chi bộ, chú trọng xây dựng các mô hình học và làm theo bác thiết thực hiệu quả. Huyện ủy Long Điền vừa sơ kết 5 năm đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, từ năm 2016 đến năm 2020, Hội Long Điền có 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đăng ký thực hiện mô hình học và làm theo bác. 198 mô hình cách làm thiết thực hiệu quả của 69 tập thể và 81 cá nhân đã được biểu dương nhân rộng, như camera an ninh, dân động tiếp sức cho học sinh nghèo, dân động chức sắc, chức diệt, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các nhà hảo tâm tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ đầu tuần. Thực hiện cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ tỉnh ủy phát động. Năm năm qua, toàn huyện có 258 tác phẩm dự thi cấp huyện, 202 tác phẩm dự thi cấp tỉnh, kết quả có 7 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh.